Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến coreashop24h.com. Thưa các bạn, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số cái thông tin về dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc. Đó là cái đối tượng sử dụng dầu nóng cũng như là cái cách sử dụng dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc như thế nào ạ? Vâng, thưa các bạn, thì cái đối tượng sử dụng dầu nóng ấy thì chúng ta nó thích hợp đối với tất cả mọi người, nam và nữ, từ người già đến trẻ nhỏ. Nhưng mà đối với trẻ nhỏ thì sẽ có một số cái hạn chế các bạn ạ. Tức là trẻ nhỏ dưới 12 tuổi thì các bạn không nên sử dụng thường xuyên. Và khi dùng thì các bạn chỉ nên dùng một cái lớp nhỏ, một cái lớp dầu mỏng thôi. Xoa dàn đều và mỏng ra cái chỗ bị thương. Để ấy. Và chúng ta chỉ nên dùng 3 đến 4 lần một ngày. Không nên lạm dụng các bạn ạ, vì cái dầu này nó có cái sức nóng cũng tương đối là tốt và nó thẩm thấu nhanh, nó sẽ có cái tác dụng rất là triệt để đối với cái vết thương của chúng ta. Cho nên là khi mà các bạn dùng ấy thì nó sẽ giảm cái đau rất là nhanh. Vì vậy mà chúng ta cũng không nên là lạm dụng và dùng quá nhiều và dùng số lượng nhiều và dùng quá nhiều lần. Chỉ nên dùng 3 4 lần một ngày thôi. Vâng, thưa các bạn, và đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi thì các bạn không nên dùng. Từ 6 đến 12 tuổi thì chúng ta dùng cho các con, nhưng mà dùng với một lượng nhỏ thôi ạ. Vâng, đấy là cái đối tượng sử dụng cái dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc này. Còn với cái cách dùng ấy thì tôi xin hướng dẫn qua với các bạn một chút là các bạn cũng biết là ở bên hông cái chai dầu thì nó có một cái thanh hỗ trợ, cái thanh công cụ massage này. Thì khi các bạn dùng ấy thì trước khi các bạn bôi dầu nhá, các bạn nên là chúng ta massage một chút, chúng ta chà một chút lên cái chỗ vết thương, chà nhẹ thôi để cho nó có cái tác dụng gì ạ, nó sẽ làm mềm cái chỗ đau đấy của chúng ta ra, và nó có thể là bong tróc một số cái lớp tế bào chết cũng như là các cái da chết lâu ngày, để sau đó khi mà chúng ta thoa cái lớp dầu lên thì nó sẽ tan nhanh hơn và nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn. Tiếp theo thì sau khi đã thoa dầu thì các bạn lại dùng cái thanh này và chúng ta chà lên cái vết cái chỗ đau đó, cái chỗ mà vừa mới thoa dầu ạ. Để cho làm gì ạ? Để cái công dụng của nó là để cho cái dầu nó thẩm thấu nhanh hơn. Và nó cũng giống như là một cái cách chúng ta massage, đúng không ạ? Massage cái vết thương đó để cho nó thẩm thấu dầu và nó sẽ làm tan cái đau nhanh hơn ạ. Vâng, đấy là cái cách sử dụng dầu của chúng ta. Và các bạn nên lưu ý là cái này nó là dung dịch, cho nên là khi dùng xong thì các bạn nhớ kiểm tra, đậy chặt nắp trước khi cất đi và bảo quản ở cái nơi mà khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời các bạn nhé. Đấy là những cái hướng dẫn rất là cơ bản để dùng dầu nóng Hàn Quốc, dầu xoa bóp Hàn Quốc. Và các bạn muốn biết thêm thông tin về dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc cũng như là những cái sản phẩm khác của Hàn Quốc, những sản phẩm bổ dưỡng về sức khỏe, bảo vệ sức khỏe của chúng ta, mời các bạn truy cập vào trang web coreashop24h.com hoặc gọi điện thoại tới số 0979149256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.